Cầu là nghe nói tưởng nó nhà này nè, nói nhà sư muôn bán tấp quá trong rồi chợ trước sửa đa đồ nè, mà tưởng nó nè, ở đây mình nói muốn rớt nước mắt luôn nha, tự nhiên thằng này nó hiu muốn chết. Rồi sao đi tới đây cái nghe dòm vô thấy đó mới biết, thấy Dạ. công an đồ nhóc nó mới biết nè. Dạ, em chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì là cái video lần trước em quay đó mà chị, thì ở tại hiện trường đó thì các cô chú anh chị cũng có nhắn tin kêu em xuống để quay lại một lần nữa và cặn kẽ hơn cho tất cả cô chú anh chị biết ha. Thì ngày hôm nay thì em cũng xuống đây để mà quay lại cho tất cả cô chú anh chị biết rõ hơn, tường tận hơn cái nơi mà xảy ra sự việc các bạn chị. Đó. Thì đó là trước khi mà anh Nhẫn đi làm về cái thì ở đây nè, ngay vị trí hàng ba này nè, thì Siêu tụ tập ăn nhậu ở đây nè, đó, bia bọng nó cũng vẫn còn, thấy anh chị thấy không? Bia bọt thì cũng còn đúng không? Ở nhà có một bầy chó, bầy chó con đó là Xuyên và mấy người đang nhậu ở đây đó. Mấy khi mà anh Nhẫn về biết là chó ở đâu hả? Chó đẻ trong nhà đó, ngay cửa luôn đó. Mày có 6 con rồi. Mẹ này mấy đứa con không dám trời. Thì nhiều cô chú anh chị nói tại sao không quay hàng xóm ở đây, thì nói chung là hàng xóm ở đây cũng rất e ngại thôi chị, thì không biết chị Xuyên về lúc nào, họ cũng sợ ha. Thì lần đầu tiên xảy ra sự việc đó là ở đây của anh chị, đây là cái ghế mà chị Xuyên đã dùng trọ danh Nhẫn nè, cái ghế này nè. Khi mà ra tới hồi này thì khi mà anh Xuyên đi á, đi về bên mẹ bên đó thì quên lấy tiền á, thì trở lại thì đây là cái vị trí đầu tiên mà anh Nhẫn bị chị Xuyên và nhiều người đồng phạm đánh ngã. Cái hiện trường đầu tiên là ở đây. Nghe nói là cái clip chuối này lúc trước là anh Nhẫn thì hay văng võng rồi nè. Đó, đây là cái hiện trường đầu tiên nè, những khi mà đánh ở đây xong mà anh Nhẫn mới đi ra tới ngoài này, tới Mai Dũng ngoài này thì bị nó bị hất bị xô gì đó không biết, mà lọt cái Dũng xuống Dũng và kéo lên và tiếp tục bị đánh nữa, là ngay ngay cái vị trí này đây nè, ở ngay vị trí mé mương này nè. Đây này, tôi kéo lên dấu đó khi mà kéo rồi cái xuống Dũng rồi kéo lên này, chặt tiếp tục chỗ này nè, chỗ này là chắc là vị trí thứ hai nè, đó. Vị trí thứ hai là còn dấu đốt tro để mà phủ lên những cái màu đỏ đỏ đó. Khi mà ở đây thì nghe nói là anh Nhẫn cũng là cầu cứu mọi người ở đây, nhưng mà lúc đó hiện trường nói chung là không ai dám mà ra để mà can ngăn, nói chung người ta cũng sợ mọi thứ đó. Khi mà người dân người ta mới báo công an vô thì anh đã ra chỗ tới cái tiệm đó đó, anh gục ở đó rồi công an mới đưa đi bệnh viện. Đó là cái hiện trường là chỗ đó ta cũng đang đốt đỏ đỏ, đốt củi, đốt tro ngoài đó. Trong bà con này thì nhiều cô chú anh chị nói là tại sao không chia sẻ ở bên mấy bên đây, nhưng mà người dân ở đây người ta không dám lên tiếng tại vì sợ là không biết Xuyên nó về bất tử lúc nào, đúng sợ nó cắt cổ không? đấy, mà vì sắc bên nó tao chia sẻ 17 mốt đi về nó cắt cổ tao nữa Đúng rồi, nghe nó sợ. mà thì cái tâm lý nói chung là ai cũng sợ, lo sợ cái điều đó.
tại vì không biết là sau này là tòa án nó sẽ xử mức án như thế nào, 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm gì đó, sau này sợ về mới bị cái này bị cái rủi ro thôi. Thì mình nói chung em không có nói hoạch tẹt ra được. Cũng như những người hàng xóm đây lân cận đây ta cũng lo sợ cái điều đó, và bản thân mình cũng vậy thôi. Đúng rồi. Chứ nhiều cô chú anh chị hỏi sao quay bên kia không, không quay bên đây, tại vì bên đây người ta không dám lên tiếng. Chứ không phải là người ta không biết. Người ta biết rất là nhiều đúng không, không dám lên tiếng cho là không cho ghi hình luôn. Đó thì nhiều cô chú anh chị thắc mắc cái điều đó, thì chung là hôm nay tụi em cũng quay trở lại đây để cập nhật một lần nữa và muốn tìm những bà con hàng xóm ở đây để mà chia sẻ, nhưng mà thật chất là không ai dám lên tiếng các bạn chị. Thậm chí có bà bán cái số bà muốn chia sẻ mà bà sợ, bà sợ bán cái số cho bà xuyên thường xuyên á. Bà nói mỗi lần tôi vô đây nó nhậu rần mỗi ngày, tao chia sẻ với bà nó về nó cắt cổ tao. Đó, bà cái số bà cần sợ nữa. Đúng rồi. Cái tâm lý mà, nói chung là cái tâm lý nó lúc chung khi mà tòa đã kết án rồi, lúc đó mình mới biết là như thế nào. Nhưng mà hiện tại giờ tòa chưa kết án, nói chung ai cũng có giữ vững cái tâm lý mình lo sợ hết. Chứ không phải là như bên nặng, bên bị hại thì nó khác rồi. Bên hại lúc nào người ta cũng chia sẻ lên, người ta dành cái công bằng lại cho con cháu người ta. Còn cũng như bên đây thì chung ta e ngại một cái điều gì đó, ta không dám nói thôi. Nói chung là điều đó mình không ép người ta được. Thì cô chú anh chị xem tất cả kênh của mấy anh em ở đây đó, thì thời gian chia sẻ là bên anh Nhẫn đó, cũng là xảy ra sự vụ rồi đám tang, rồi đi quả thiêu bên Nhẫn này nọ, rồi thì anh em chia sẻ lên thì cũng rất là nhiều ý kiến của chú anh chị nói tại sao chia sẻ có một bên. Thì như anh em đã nói của chú anh chị là thứ nhất là bên đây lối xóm người ta không có muốn sợ là có cái liên lụy về sau này. Thứ hai nữa là nghe nói là người thân anh chị em dòng họ gì đó không thân thích gì quái với chị vợ này, có thành ra anh em không có tiếp cận đến để mà chia sẻ được. Có thì mong là cô chú anh chị mình xem kênh của mấy anh em thì cũng thông cảm, chứ còn mấy anh em thì cũng muốn đưa tin lên để cho cô chú anh chị hiểu rõ. Còn hiện tại thì bây giờ là cơ quan chức năng cũng đang điều tra để làm rõ cái sự vụ này, cho nên anh em chỉ đến hiện trường để chia sẻ lại cái hiện trường như thế này thôi, chờ kết quả sau này khi mà bên cơ quan chức năng người ta có cái quyết định nào đó, cái quyết định như là chính xác như thế nào, anh em lúc đó sẽ tiếp tục chia sẻ lên. Thì mong là cô chú chị em mình xem thông cảm cho mấy anh em ở đây. Mình để em vô quay lại nói cho tất cả cô chú anh chị xem kỹ hơn ha. Mấy chó làm đi quá trời không dám vô luôn á, vậy đứng cái sủa quá trời sủa vô luôn á. Làm à, đây à. Không, nhậu mỗi ngày luôn hả bà? Bữa nào nhậu tôi sợ. Bán vé số thì gặp, bán số thì gặp mấy chỗ nhậu quá con. Nhậu mới bán được. Cô bán ngày được mấy trăm vé? Em à,
cô được ngày được mấy trăm giá? Bữa thì 240, hiện nay đưa hai tay còn nhóc nè, còn bữa thì 180 à, em Bình Quân 180 cho lại. Yeah. Đi là tới đây túi còn cắm nhà gì không á, mình lại đi về hết. Yeah. Vậy mà sống mấy người bán 200 giá đủ sống rồi. Nhà vợ chồng đứa con nó đi bộ đội rồi về đó, rồi em tập trên. Yeah. Cũng bán nước, bán cà phê trước nhà thì giờ nó giữ nhà, con trai 20 tuổi. Là vì ghé bán mỗi ngày đúng không hả? Không, lâu lâu mới ghé. Gì đó, gì đó bán. Còn chị lâu lâu mới vô. Rồi gì? Nghe tin 3 ngày vô bán, rồi là cái mấy ngày sau mới nghe. Dạ. Yeah. Nghe cái vụ này nè. Yeah. Nói chứ mình bán số, mình kiếm mấy chỗ mà ta nhậu mình bán nó mới đắt. Rồi chị gì vô thì ba ngày sau mới biết, mới phát hiện mới biết ha. Biết đi, rồi đi tới bên phường, bên chỗ đầu cầu là nghe rồi. Dạ. Yeah. Cảm giác nghe sao? Nghe sợ không? Sợ á. Sợ hả? Nghe tự nhiên cái sợ rồi. Nổi lên liền. Nổi da gà luôn hả? Ừ. Theo gì nghĩ là người phụ nữ nào mà dám cầm tới, không dám đâu, tôi thấy máu sử chồng tới 38 nhát, thấy nghe máu là chạy muốn chết rồi. Này cũng chấn động ha 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 cô. Ừ. Trước giờ cô có từng nghe câu đâu có cái sự vụ nào như sự vụ này ha? Cũng nghe đâu, nhỏ lớn hồi từ mẹ đẻ tới giờ không nghe. Đi tới đầu cầu là nghe nói tưởng nó nhà này nè, nói nhà sơ mua bán tấp quá trong rồi chợ trước tưởng đa đồ nè, mà tưởng nó nè. Ở đây mình nói muốn rớt nước mắt luôn nghe. Yeah. Tự nhiên thằng này nó hiểu muốn chết. Rồi sao đi tới đây cái nghe, dồn vô thấy đó mới biết. Yeah. Thấy công an đồ nhóc nó mới biết này. Gia đình nó. Như cô vô đó là bán được là 3 ngày đầu tiên bán rồi, là 3 ngày sau là bờ gặp đó hả? Là bị đó hả? Ừ. Là nghe là ốc tắc luôn. Tạo luôn. Vậy cô đâu chứng kiến chỉ nghe thôi phải không? Ờ à, nghe thôi à, không thấy. Nó trước thấy nó ngồi nhậu rồi đó. À. Cái này trước là cái mương hả cô, cái mương lạng hả? Đó. Cái chỗ này là cái mương lạng hả? Đó. Đây thấy có chồng chồng gấu nhúc á. Cô có coi trên video không? Đó, coi coi các gia đình chia sẻ không? Trường hình đó, nhà người anh bắt nhà tôi thì không có wifi. Trường hình cũng như là tôi không thấy. Mình qua nhà anh coi thấy cái chỗ này nè, đường đi vô nè. Giờ đường đi vô cái gõ gàng. Coi trường hình là biết liền luôn hả? Thấy biết liền à. Rau nhúc dưới đó chắc là gừng chứ phải tao trồng hả con? Hả? Rau nhúc có gừng hả? Có gừng á, dai dữ. Dạ. Từ bữa đó giờ chắc không ai dám hái ăn đâu ha. Hả, cái này giờ đó giờ đâu có ai ăn đâu. Là ăn có chút của mình thôi à, nhúc thì nó có ai ăn. Dạ. Giờ đâu có thấy ăn á. Dai dữ. Vậy là con nghĩ chắc ở đây chắc cũng nhà này cũng nhậu thường hả con? Nó có mấy nhà con nhớ không biết không? Không biết rồi nè, nhà của nó nè, trên đây nè. Không biết mấy nhà.